Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một nhà hàng tại thành phố San Jose bị trộm tới 3 lần trong vòng 2 tuần lễ. Nhà hàng có tên là Funny Farm đã lên Instagram để thông báo với khách hàng và cư dân của thành phố San Jose rằng nhà hàng này đã bị bọn trộm tấn công tới 3 lần vào tháng 8. Trong một bức hình do nhà hàng cung cấp, vào lúc 4 giờ rưỡi sáng thứ Bảy vừa qua, một tên trộm đeo mặt nạ đã đột nhập vào nơi có vẻ là văn phòng Nhà hàng này cũng đăng tải một bức hình về những mảnh kiến vỡ trên cửa sổ dưới cùng. Trước đó vào ngày 13 tháng 8, nhà hàng Funny Farm đã đăng tải rằng họ đã bị trộm đột nhập vào đêm hôm trước. Bài đăng tải này có gắn thẻ thành viên của hội đồng quận 8, Domingo Candelas, người bình luận rằng ông sẽ liên lạc với đội trưởng sở cảnh sát của Sa Jose và gọi vụ trộm này là không thể chấp nhận được. Sau đó, đến ngày 16 tháng 8 thì nhà hàng này đã cập nhật cho những người theo dõi Instagram rằng cửa sổ bị vỡ trong vụ trộm vài ngày trước đã được sửa chữa. Điều đáng nói là từ khi mở cửa thì nhà hàng này đã bị trộm đột nhập tổng cộng tới 7 lần. Họ giải thích trong các bài đăng tải trên các trang mạng xã hội rằng hệ thống an ninh ADT của tòa nhà này không báo động. Nhà hàng này ở địa chỉ số 4898 đường san philip ở thành phố sa jose Cảnh sát Westminster lập chốt bắt tài xế say rượu lái xe ngày 30 tháng 8. Sở cảnh sát Westminster vừa đưa ra thông báo sẽ lập chốt kiểm soát tình trạng lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia ma túy DUI vào cuối tháng 8. Thứ sáu 30 tháng 8, cảnh sát sẽ chặn đường để bắt những tài xế DUI và kiểm soát bằng lái xe từ 8 giờ 30 phút tối tới 3 giờ sáng tại một địa điểm không được tiết lộ trước. Địa điểm lập chốt kiểm soát sẽ dựa trên dữ liệu về tai nạn DUI trước đây. Sở cảnh sát Westminster cho biết Nơi nào thường có tai nạn DUI xảy ra thì nơi đó cảnh sát có thể cho lập trạm kiểm soát. Cảnh sát khuyến cáo công chúng rằng DUI không chỉ là do uống rượu, một số thuốc theo toa hoặc không cần toa cũng có thể khiến cho tài xế không làm chủ được tay lái trên đường phố, dễ gây tai nạn. Ngoài ra mặc dù cần sa giải trí và dùng trong mục đích y khoa là hợp pháp ở California, lái xe dưới ảnh hưởng của cần sa là phạm luật. Tài xế bị phạt DUI lần đầu sẽ đối diện mức phạt trung bình 13.500 mỹ kim và bị treo bằng lái. Chương trình lập chốt kiểm soát DUI được tài trợ bởi ngân quỹ của Văn phòng An toàn Giao thông California thông qua cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia. Thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Một người đàn ông gốc Việt ở thành phố San Diego cho nổ một máy ATM để trộm tiền. Một người đàn ông đã hai lần lập ra kế hoạch cho nổ tung một chiếc máy ATM của ngân hàng để lấy tiền từ trong chiếc máy này nhưng đã không thành công và người này đã bị bắt giữ vào cuối tuần qua. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết như sau, ông Nguyễn Thanh Sơn, 44 tuổi, bị tố cáo là đã sử dụng các dụng cụ gây nổ tự chế trong 3 lần trộm tiền từ chiếc máy ATM tại University City và Rancho Bernardo, thế nhưng không thành công. Công tố viên liên bang cho biết như sau, lần đầu tiên vụ trộm xảy ra trước 3 giờ rưỡi sáng ngày 8 tháng 6 ở chiếc máy ATM bên ngoài ngân hàng California Coast Credit Union trên đường Governor. Nghi can này đã đặt một chiếc hộp có nối dây vào chiếc máy ATM nói trên. Một vụ nổ nhỏ xảy ra, thế nhưng nghi can không lấy được đồng nào từ máy ATM này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng cho biết thêm, đến ngày 28 tháng 6, sau 2 giờ sáng, thì nghi can này đã cho nổ máy ATM một lần nữa tại chi nhánh ngân hàng First Citizen Bank ở Rancho Bernardo và cũng không thành công. Bằng ghi video thu hình giám sát giúp cho các nhà điều tra dẫn tới nghi can và chiếc xe của anh ta. Tại nhà của nghi can ở Miramesa, các nhà điều tra tìm thấy hóa chất và dụng cụ được cho là sử dụng để chế tạo các thiết bị gây nổ cùng với những bộ quần áo tương tự như lúc người này mặc khi thực hiện hai vụ trộm bất thành. Nguyễn Thanh Sơn đã bị nhân viên thuộc cơ quan điều tra liên bang FBI bắt giữ và phải ra tòa vào hôm nay thứ hai